Hello, shop hôm nay mới về đợt 2 cây bồ quay thái 2000. Hai cây bồ tôi rất là đẹp nha anh em ha. Giá hợp lý cho anh em mình chơi. 2000 nha anh em. Một cây thì cổ còn nguyên zin. Một cây thì có hàng khúc cổ nha anh em. Hàng khúc cổ này nè anh em. Một cây này là nguyên zin hết. Mình quay kỹ lắm nha anh em ha, anh em được thì anh em chốt cho anh em. Đây 2000 nha anh em. Đều là 2000 hết. Rồi trước tiên mình sẽ đi một cây bộ zin không có hàng cổ ha anh em ha. Anh em mình coi kỹ nha. Thì cái bộ này nói chung là cũng có vài chỗ mình thấy nó cũng có bị lủng chút xíu anh em. Ha. Mình quay kỹ cho anh em coi kỹ nha. Một hai dấu lủng nè, rất là nhỏ anh em ơi. Anh em mình chấp nhận thì anh em chơi ha, nhưng mà tiếng thì nó vẫn nguyên nha, không có bị bể tiếng gì hết cho anh em. Đây là mặt trong của cái bồ, mặt trong cái bồ nha anh em ha, bóng sáng, cổ đẹp, cổ rất đẹp anh em ơi. Đi sao bị lủng sao nó uổng quá anh em ha, cái cổ anh em cổ nguyên zin luôn nè, không có hàng không gì nữa anh em, cổ như mới. Cái này chắc do cạ cái gì nó mới lủng anh em, cạ vô chỗ nào văng đá lên sao đó nó mới bị lủng chút xíu anh em, chưa được cây tâm nữa anh em ơi. Rồi mình sẽ quay mặt nó lên cho anh em ha. Đây nè, mà giá rất là tốt. Anh em có thể đáp xe bán xe gì đó cũng được anh em, đáp xe chạy ok nha. Bô nói chung là tiếng hay, tiếng zin hay nha, không hay là bên shop là tặng luôn bô à. Kèm cái dĩ cho anh em luôn, dĩ zin anh em à. Coi bô bóng nó sáng lắm anh em ơi. Nói chung mình bán bô là chưa bao giờ mình biết đánh biết chùi là gì đó anh em à, thì trước giờ anh em cũng đã từng mua những cái bô bóng mà sáng mà anh em thấy rồi đó à. Đa số là họ dùng những cái máy đánh cước đánh cho bóng lên, mà mình cũng đã khuyến cáo rồi anh em ơi, những cái máy đánh lưu động đánh thời gian là anh em mà dùng những cái bô đó anh em cảm giác thấy liền à, đi một hai cơn mưa thôi là anh em thấy nó vàng vàng liền anh em. Vàng là coi như là nó đã mất đi cái lớp bóng rồi nha anh em ha, bắt đầu nó qua cái thời kỳ nó hư rồi nha anh em, nó mất đi cái lớp xi bóng là nó xuống vàng nè, coi như là cây bô đó đã hư rồi à, càng đi nữa nó càng vàng và nó xuống sét à. Mình đã khuyến cáo anh em mình rất là lâu rồi à. Thì nhất giờ anh em bán bô thì tốt nhất là mua những cây bô mà nó còn cái lớp lông mèo kệ nó anh em à, chứ người ta xử lý được hết à, chịu khó ngồi đánh một cái là cái cổ nó cũng là vàng cũng thành trắng luôn đó anh em, những cái vết này đánh một cái là trắng tinh luôn đó, bóng sáng luôn đó à. Nhưng mà anh em đi thời gian anh em sẽ biết liền ha, nó chuyển qua màu vàng bắt đầu nó xuống luôn, ngã màu luôn. Anh em nào đã từng mua những cái bô đó anh em là rất là đau, giá trị không rẻ đâu, thì người ta đánh rất là mới, người ta cực công người ta đánh cho nó bóng sáng là nhìn như cái kiếm. À, những cái đó không hề rẻ. Nhưng mà anh em lỡ mua nhầm những cái đó về anh em đi là coi như là thời gian anh em coi như là anh em đi dục không dùng được, nó xuống màu rồi rất là xấu à. Vì sao anh em bị nguyên bản những cái đó nó bị chày mà anh em à, những cái vết chày vết xước mà người ta cố tình người ta đánh cho nó mất đi lớp chày lớp tóc lông mèo thì anh em nghĩ đi, nó được bóng sáng như cái kiếm được à, chẳng hạn như lông mèo cỡ này là người ta đánh còn ra hết mà anh em, thì anh em nghĩ đi, nó sẽ phá đi cái lớp chày này nó thành lớp bóng anh em nghĩ đi à. Như những cái bô này anh em đi đánh vẫn được mà anh em đánh như cái kiếm vẫn được mà à. Đánh càng bóng giá trị càng cao hơn anh em, càng chạy thì cái giá trị nó thấp, anh em nhìn nó xấu như vậy nhưng mà giá trị nó rất là thấp vì nó chạy lông mèo, và họ cố tình họ đánh cho bóng nó sáng lên để nâng cái giá trị
cái bô nó lên như cái kiếm, nhưng mà thật sự nó là những cái bô đánh lại hết rồi nha anh em, thời gian lâu nó sẽ bị hư không còn dùng được nữa. Còn chẳng hạn như mấy cái bô này nè, nó như vậy đấy anh em đó, nó như vậy đấy, nhưng mà anh em xài thêm 5-10 năm nữa nó không lủng thì thôi nha anh em ha, khi nó lủng nó mục thôi, còn nước xi vẫn dư nguyên nha, không có ảnh hưởng. Thứ nhất rất nhiều cái mà Hồng An đã chia sẻ rồi, như anh em mình không để ý nha anh em ha, thì mỗi người mỗi cách kinh doanh mà mình nói rồi, bất cứ rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều chiêu trò lắm anh em, từ từ đi mình sẽ chia sẻ còn nhiều lắm. Nó đến với cái ngành nghề này nói chung là rất nhiều cái thủ thuật lắm, phụ tùng xe mà à, rất nhiều thủ thuật để sao mà anh em chịu khó, càng chung càng mua nhiều, càng mua mắc anh em thì sẽ càng bị vấn đề thủ thuật nhiều thôi anh em. Anh em càng chăm chút sản phẩm đẹp, càng cọp càng VIP thì càng trúng những cái thủ thuật, nâng cái tầm giá trị cọp lên thôi. Nhiều chiêu lắm anh em, từ từ đi Hồng An sẽ chia sẻ cho. Rồi cái bô này rất đẹp nha anh em ha, cho dù nó không có bóng như cây kiếm nhưng mà nó được cái là chất mộc anh em ha, sáng tự nhiên nguyên bản đó, đúng xe mộc đó, nó nằm phần như vậy nè anh em. Mặt tiền anh em rất đẹp anh em ha đó. Anh em xài thêm 5-10 năm nước xi nó vẫn còn nguyên anh em. Anh em cứ đi mưa, đi nắng, đi bụi, đi sình, đi dơ, anh em rửa là nó vẫn trở về lại cái vị trí ban đầu thôi. Bóng sáng như vậy đó anh em. Rồi, nó cũng một hai chỗ thôi anh em ha. Mình nằm bên trong anh em nè. Nằm bên trong nha, phải bên ngoài nha anh em ha. Nằm bên trong thôi. Mặt tiền là không có mớp anh em ha, không có mớp nha anh em. Thì có hai vết đó. Cổ bô đẹp, cái cổ bô này mà như người ta đánh một cái là chà cái là như cây kiếm đó anh em, thấy không? Chỉ có lớp khói thôi, lớp khói đó anh em ha, cạo ra hết trơn nè, thấy không? Cái bô này nói chung là mình bán là giá cũng rất là tốt anh em ha. Những chỗ này là chỗ nó hơi bị lủng một hai lỗ nhỏ nhỏ, không đáng kể anh em, không vấn đề đâu anh em ơi ha. Đi thế năm ba bốn năm nữa vẫn ok, không sao. Tiền nằm bên trong không ảnh hưởng bên ngoài, tráp lên nằm ở ngoài đẹp đẹp anh em ha. Cái này mình bán 5 triệu nha anh em, tiếng bao hay nha, không hay là mình tặng luôn bô đó, 5 triệu sơn zin, đất zin. Anh em nhìn kỹ chưa anh em đó, mình quay như vậy nè anh em nhìn nó mới đã, thấy chưa? Mặt tiền đó anh em đó, còn mặt trong thì mình đã nói rồi, nằm ở trong nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ này thôi, không sao. Đó. Nằm ở ngoài nó mới ăn tiền ở ngoài. Nếu mà cái bô này mà nó không bị những cái lỗi này, anh em cũng phải cỡ mua cỡ chục triệu đó. Thân bô cổ cũng đẹp cỡ này anh em ha, không mớp không gì hết. Anh em muốn mua cây này vô cũng phải cỡ chục triệu đó, vì nó là chất duyên anh em ha. Không có mớp gì hết. Rồi tiếp đến cây này đẹp duy nhất, hàng khúc cổ này thôi, không sao nha anh em. Anh em cứ ráp lên chạy bình thường không sao nha, thì ở đây nó che hết trơn rồi anh em. Mà hàng cổ đây cổ zin nha anh em ha, cổ đây cổ nguyên zin nè, không có hàng nha anh em, hàng khúc này thôi. Để anh em nhìn cái mặt tiền anh em thấy rồi, nó dĩ che hết trơn đó, không thấy dấu gì hết anh em ha. Rồi mặt tiền nè anh em, mình lao nhẹ là đủ rồi, đủ thấy rồi đó. Nè đó. 1985 NF110 tiền nè anh em, thấy không? Rồi mặt trong nè anh em, đợi 2000 anh em ha. Mặt trong của nó nè anh em, đây là không có lủng nha, không có lủng nha anh em ha. Bộ này không phải như cái kia có lủng chút, còn cái này là không có lủng, không lủng vết nào hết. Ở đây có những cái dấu thẹo rồi anh em ơi, thẹo nha, không phải lủng nha anh em ha, nó là thẹo rồi nha anh em, vết cắn có thẹo đó, cạ vào cái phuộc á. Rồi
Con này quá đẹp anh em, phần đáy nè anh em, không có mớp anh em ha. Đó. Cái bộ này hoàn hảo anh em ơi ha. Đó. Hoàn hảo nha anh em. Bô cũng bao hay nha. Đó. Bao hay. Bô mình bán anh em, đặc biệt là anh em nhớ là bô mình bán là tiếng nguyên bản zin, không có móc, không có gì hết. Đặc biệt ráp lên là không có ra khói trắng, khói đen bên trong. Là bên trong đặc biệt là không có bị tụ mấy khói đó nha. Những cái xe mà anh em mua nhầm những cái bô mà nó đã ra khói rồi đó, mà người ta đi lâu, thời gian lâu đó, nó tụ trong cái bô nè. Anh em mua về anh em nổ, thời gian nóng là nó sẽ ra khói trắng bịt mù hết trơn à. Những cái bô đó anh em dùng không được cho anh em ha. À, trừ khi anh em phải đem đi mổ thôi. Mổ phần trong này ra nè, thổi hết những cái vớt nhớt cặn bên trong thì nó mới dùng được. Nếu mà không thổi là anh em cứ nóng máy là nó sẽ ra khói trắng à. À, vì nguyên bản cái bô nó đã xe cũ đáp cho những chiếc xe đã ra khói rồi, tích tụ bên trong đó anh em. Cái anh em dùng thì nó nóng máy lên là nó sẽ ra khói, khói trắng nó phải khói đen nha anh em ha. À, bô mình mua là rất là thoáng, không có bị nghẹt bô anh em. À, sạch sẽ ha, không có bị nghẹt, bị đóng nhớt bên trong. À, tiếng bao hay. À, thì cái bô này mình bán cho anh em mình chơi anh em ha. Điên cây này là nó chỉ có hàng cổ, đúng không? À, cũng tương đối là đẹp nha anh em, không có lỗi anh em ha, hàng cổ này thôi. À, thì anh em có thể chọn lựa. Cây này mình bán là 4 củ anh em, 4 triệu nha. À, đời 2000. Cây này là 5 triệu anh em ha. À, cổ diêm. Rồi mình sẽ coi anh em coi kỹ lại cái nha anh em. Coi kỹ lại cây bô của mình. À, mặt tiền nè. À, mặt tiền anh em. À, sáng nè. Có một cái vớt nhẹ nha anh em ha, mớp như hộp rùi chút xíu anh em, không sao anh em ha. À, rồi em coi kỹ. À, có đèn có sáng anh em coi nó sướng lắm anh em. Vì bô nó khó cho nó là vì nó sáng quá, sáng là nó bị bóng đó. Nếu coi không kỹ nó sẽ bị không được đẹp. À, rất là khó quay, cái bô khó quay lắm anh em ơi. À, tại mình nhìn nó đẹp nhưng mà quay vô cái máy nó sẽ bị xước. À, nó vậy đó nè. À, rồi ok anh em ha. À, anh em nhìn đi, hai cây nó như nhau hết trơn à, nước xi đồ bóng y nhau hết, chẳng qua khác một cái là một bên thì đã làm cổ hàng cổ, một bên thì cổ zin. Rồi điều là đời đều là 2000 anh em ha, tách đen hết. Một cây hàng cổ là 4 triệu, cây mà chưa hàng là 5 triệu nha anh em. Bao phí ship cho anh em. Rồi bye bye cả nhà nha anh em ha. Bye bye nha anh em. Nói chung là không rời xe cổ nhiều lắm anh em ơi. Đồ làm không hết việc anh em, không hết việc. Đang đợi đồ về ráp một lần một luôn anh em ơi. À, rồi chúc anh em một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, mạnh khỏe, bình an nha anh em ha. Bye bye.